Hello, welcome back to my channel. Start Squid Go with the sticks. Okay. Ready. Go. First kill. Enter kill. Okay, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Ở đây khi gần hết nhỉ thì các bạn phải nhấc tay lên thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang được gần thứ ba. Victor Grande.
đạo, sau đó thì mình sẽ cắt nguồn điện đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ Beat to Switch. Okay, let's go. I think I heard a noise around here. Drink.
hai tấm gỗ này ra, sau đó thì mình sẽ treo lên trên này. Rồi, chui vào trong đây rồi. Một chiếc cơ tay. Bạn sẽ tẩm thuốc này vào chỗ thức ăn của con lợn. I got you. Đi đâu rồi?
Sau đó thì các bạn sẽ dẫn cô gái này đến gặp ông bác sĩ. Ở đây thì sẽ cùng nhau tẩu thoát khỏi đây, thoát khỏi ngôi nhà của chúng ta. Mr. Meat is a beast. When I saw what he did to Rebecca, I ran out of fear. Now, with your help... Bring me the girl. Well, the little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Bring me the girl. Well, a little pig. Apples? Yes. Yes. That's it. That's it. This. Another bit of that. Oh, very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. So, ok, và mình sẽ chuyển sang cái thứ 5, B2B book 1, ok. Let's go.
Thôi, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Ở đó có một bức tường, các bạn sẽ đọc bức tường đó ra. Fear my mighty wrath. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Mr.Hopp. Cố gắng đừng chạm vào những con vật này, nó sẽ tạo tiếng kêu. Lúc đó thì Mr.Hopp sẽ lao đến và các bạn sẽ phải chạy lại từ đầu. Đây nào, ok. Rồi, đã về được đến các phòng các bạn và các bạn sẽ lên trên giường. Hoàn thành từ cái này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Mr.Hopp Playhouse 2. Let's go. Các bạn đang di chuyển trong một giấc mơ.
没搞好的事情。下一道了。Esther, we are trying to sleep. You woke us all up again. Did you have a bad dream again, Esther? Finally. Do you want to play hide and seek with us? That wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Three, two, one. Coming. Ready or not. Mr. Hopp, you wait here.Oh, not fair! As usual, I was the best at hiding. I don't think you're allowed to move to different hiding spots. It's not fun playing with a cheat. A cheat? You two are lucky. I am even playing with you right now. Can we please keep the noise down? Don't you know this is a library? Yes, Miss Beverly. Awful children. It's not like anybody else is in here. We can go somewhere else. I'll go get Mr. Hopp. Okay, sau đó thì mình sẽ quay lại chỗ Mr. Hopp. Wow, vừa xuất hiện một bóng Mr. Hopp.I must have left you too close to the edge. Đã bị rơi xuống dưới. Và sau đó thì các bạn sẽ tiếp tục. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Let's go.Season 2. Wow. Oh my God.Thành công. Let's go.
Oh my gosh. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip.